Nguyên liệu như sau. Nguyên liệu chính thì là giấy nhún ý mềm. Giấy ý mềm thì nó rất là mềm và nó cũng khá là giãn ấy, nên là làm mình thấy làm cái đường gân của nó ấy, nhìn nó nhỏ nên là nhìn lúc làm nên hoa thì nó sẽ đẹp nhá. Nguyên liệu tiếp theo là các bạn cắt là giấy nhún màu xanh để làm đài hoa nha, kích thước là 6,5 nhân với 7 cm. Còn mình sẽ chuẩn bị hai mảnh giấy nhún, một mảnh giấy nhún màu vàng kích thước là 6,5 nhân 4 cm, một cái là 6,5 nhân với 5 cm. 6,5 là chiều dài, còn 5 cm là chiều rộng nha. Tương tự cũng vậy, kéo này, băng keo sáp này, kẽm cành và lá hoa hồng giả. Lá hoa hồng thì cái mình cũng đã có clip hướng dẫn các bạn riêng để làm cái lá hoa hồng này rồi, thì các bạn có thể xem cái clip đấy của mình và làm nha. Không thì các bạn có thể mua cái lá hoa hồng giả như thế này cũng được, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Còn bạn nào mà không tìm mua được thì các bạn hãy tự làm nha. Tiếp nữa là keo sữa. Nguyên liệu như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm hoa hồng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt lá hoa hồng. Chúng ta sẽ cắt cái cánh hoa hồng nha. Thì cái cánh với kích thước là 6,5 x 4 cm. Đầu tiên các bạn cắt tạo hình cánh hoa. Như thế này, rồi các bạn dùng tay kéo nhẹ phần bụng ra. Các bạn nhẹ tay thôi nhá, vì cái giấy ý mềm này nó khá là mềm nên là các bạn mà kéo mạnh thì nó sẽ bị rách. Rồi chúng ta sẽ lấy cái kẽm cành này, chúng ta sẽ uốn cong nó như thế này. Chúng ta đã được một lớp cánh như thế này. Tương tự với cái miếng màu 6,5 x với 5 cm, các bạn cũng làm vậy nha. Cái 6,5 x với 5 cm thì mình sẽ làm lớp cánh ngoài cùng. Xoắn hai bên rồi xoắn ở giữa. Màu sắc hoa hồng thì tùy chọn nhé, các bạn chọn màu nào cũng được, mình thích màu vàng lắm nên là các bạn có để ý thì hầu như clip nào của mình cũng có dính đến màu vàng ấy. Đó, đây là lớp cánh to. Thì các bạn cắt cho mình khoảng 15 cái cánh to như thế, 10 cánh to như vậy. Ở đây mình cắt là 11 rồi. Các bạn cắt khoảng 4 cây cánh nhỏ nha. Tổng cộng các bạn làm khoảng từ 12 đến 15 cánh là đẹp nha. Các bạn nào muốn làm bông hoa hồng nó to hơn thì các bạn làm nhiều cánh hơn. Cái trong cùng để làm nhị ấy, thì mình sẽ không
uốn cong nó lại mà mình sẽ để nguyên như thế này nhá. Bây giờ thì mình sẽ ghép hoa vào nhá. Thì các bạn dùng keo sữa này, các bạn phết vào đầu cành kẽm đầu tiên này, sau đó là các bạn cái cánh mà chúng ta không uốn ra đấy thì các bạn đặt như thế này cho mình, rồi các bạn xoắn tròn nhỏ lại nhá để tạo thành cái nhị. Các bạn bẻ một chút thôi cho nó đẹp. Rồi tiếp thì chúng ta sẽ ghép những lớp cánh tiếp theo nhé. Các bạn dùng chỉ để buộc lại. Các bạn cứ ghép rồi sau hết cái lớp cánh nhỏ thì chúng ta sẽ ghép đến cái lớp cánh to nha. Cánh sau thì ghép một chèn một nửa cái cánh đằng trước ấy, thì nhìn nó sẽ kiểu độ nở của nó sẽ đều hơn nhé. Cứ ghép ra cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái độ nở nó vừa đủ rồi thì các bạn dừng nhé. Mình muốn làm một bông hoa to nên là mình sẽ ghép hết các số cánh mình có. Như vậy là mình thấy bông hoa hồng nó đã nở vừa đủ rồi ấy, nên là mình sẽ dừng lại. Sau khi mà chúng ta ghép xong thì chúng ta đã gần hoàn thiện được cái bông hoa hồng ghép cánh như thế này rồi nhá. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần đài hoa nha. Các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy màu xanh kích thước là 6,5 x 7 cm như thế này. Rồi các bạn gấp lại. Các bạn cắt gấp làm 4 nha. Các bạn cắt tạo hình đài hoa. Rồi dùng tay vãn cái phần bụng này ra. Tiếp là chúng ta sẽ dùng keo sữa này.
vết keo vào phần đài này nha. Đặt vào bông hoa hồng như thế này rồi chúng ta điều chỉnh. Các bạn có thể làm cái phần cây nó, thần kẽm nó to hơn ấy, thì cái phần đài của nó sẽ được to nha. Nhưng mà mình thấy thì bông hoa hồng thật thì cái phần đài của nó cũng không quá to đâu, nên là tùy các bạn làm nha. Đây, chúng ta đã cuốn xong cái phần đài thì bây giờ chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuộn lại cái phần đài này nhá. Rồi chúng ta sẽ dùng lá hoa hồng giả thì chúng ta ghép vào. Bạn nào mà không mua được thì có thể tự làm nha. Mình cũng có clip hướng dẫn rồi đấy. Các bạn có thể tìm cách làm nha. Ghép xong thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh cái lá hoa hồng trông cho tự nhiên nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được bông hoa hồng xoắn giấy, hoa hồng ghép cánh như thế này. Thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Với cái giấy nhún nó mềm, ý mềm này thì nó sẽ rất là giống hoa thật. So với cái giấy nhún Trung Quốc thì nó không, nó sẽ mềm hơn. Còn giấy nhún Trung Quốc thì nó sẽ khá là cứng nha. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa hồng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Các bạn yêu cầu hoa gì thì sẽ yêu cầu mình ở bên dưới nha, thì mình sẽ cố gắng làm. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái mẫu hoa hồng xoắn giấy như thế này. Đây là mấy ba bông hoa mà mình đã làm sẵn. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Ok. Cái mẫu hoa này thì các bạn có thể dùng để cắm vào lọ hoặc bó thành cành. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông hoa mà để bó thành một bó hoa. Để làm được hoa như thế này thì chúng ta cần nguyên liệu như sau. Đó là kẽm cành này, băng keo sáp này, keo sữa này, kéo, giấy nhún làm hoa và giấy nhún để làm lá. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún như thế này, có kích thước là khoảng 7, cái chiều rộng này thì tầm 7-8 cm, còn cái chiều dài này thì khoảng 70-80 cm thì được nhá. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần xoắn giấy. Các bạn để ý đây, các bạn gập chéo tờ giấy như thế này.
Sau đó thì các bạn gập một hình vuông, hình tam giác vuông như thế này. Rồi hai tay này các bạn giữ ở phần vuông góc với cái cạnh dài nhất của hình của tam giác vuông này. Đó, rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ nó lên. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái lớp xoắn thứ hai này. Các bạn dùng tay đặt như thế này. Tay còn lại, ngón tay cái này thì các bạn đặt một cái đường nó hạ một cái cạnh vuông góc từ đỉnh này xuống dưới cái cạnh đối diện của cái đỉnh này. Đây thì các bạn đặt vuông góc như thế này. Sau đó dùng ngón tay lại tiếp tục tạo một hình tam giác vuông góc với cái cạnh bên trên này. Rồi dùng tay đẩy ra. Đó. Cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ làm được hết cái chiều dài của cái hình của cái tờ giấy nhún này. Các bạn nhớ giữ chặt tay, đều tay để cho cái nốt xoắn này nó được chặt nhá. Không tí nữa mình cuốn thành hoa thì nó sẽ bị bung ra. Các bạn nhớ là để cái này nó vuông góc với cái lớp giấy bên trên nhé, không thì đến lúc mà mình sẽ không cuốn được tiếp đâu. Đó. Cứ thế thì các bạn cuốn hết chiều dài của giấy nhún này. Mình sẽ làm chậm. Rồi đến lớp cuối cùng thì các bạn gập nhẹ tờ giấy này vào để làm sao cho giấu được cái phần thừa đi. Ok. Đó thì sau khi mà các bạn cuốn xong như thế này thì các bạn đã có được một giải giấy như thế này. Đó. Rồi chúng ta cuốn cái này vào kẽm cành thôi. Các bạn dùng keo sữa nhé. Dùng keo sữa vào đầu cái hình kẽm cành này, bắt đầu thì các bạn đặt vào cái lớp giấy mình gập đầu tiên ấy. Đó. Sau đó thì các bạn dùng tay này cuộn nó lại thành cái bên hoa. Ở phần cuộn đầu tiên này thì các bạn nhớ là cuộn cho nó nhỏ và nó sát với nhau như này để tạo được cái nhị hoa nhá. Rồi các bạn cuộn những cái lớp tiếp theo cho đến hết. Bạn nào mà cẩn thận thì có thể phết keo sữa ở đây, nhưng mà mình thì lười nên là mình cuộn luôn. Các bạn nhớ là cuộn sao cho các lớp cành nó bằng nhau nhé. Đừng có cuộn theo cái kiểu hình xoắn ốc như thế này thì rất là khó nhìn hoa, nó rất là xấu. Lúc mà các bạn cuộn ấy, các bạn chú ý là ở cái phần này nó đã có cái phần hơi cong cong đi một chút như thế này này. Phần nhún hoa thì các bạn dùng tay nhún ở bên dưới để sao cho cái cành nó không bị xô. Các bạn nhún nhẹ đi nhá. Nhún nó lại. Các bạn cứ cuốn đi, sau đó thì đến khi nào mà gần hoàn thiện thì chúng ta sẽ chỉnh được.
chúng ta đã cuốn và mình xong đúng không? Bây giờ chúng ta dùng tay để chỉnh nhá. Các bạn nhớ là không nên để cho cánh hoa nó xòe ra như thế này. Thì nhìn nó sẽ bị lộ phần giấy mình gập bên trong này, nó rất là xấu. Các bạn cho cánh hoa nó cục cục vào một chút. Đó, rồi các bạn chỉnh cho các mặt, cho các đường này nó sẽ bằng nhau chứ không bị tụt xuống dưới. Ok. Sau đó thì các bạn có thể dùng keo nến và chỉ buộc lại, cố định hết phần cánh hoa này. Như vậy là chúng ta đã cuốn xong cái phần cánh hoa. Nhìn nó ra bông hoa hồng rồi ạ. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ làm phần đài hoa. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh có kích thước khoảng 8 nhân với 9. Chiều rộng là 8 và chiều dài là 9. Các bạn gập 3 còn lại như thế này. Rồi cắt tạo hình đài hoa. Cái phần đài hoa thì các bạn chú ý là nếu như các bạn bó thành bó thì nên để cái phần này nó dài ra một chút. Thì đến lúc mà bó thành bó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Vậy thì các bạn cập 3 tờ giấy lại. Sau đó thì cắt khoảng 2/3 cái chiều dài của cái mảnh giấy này. Tạo hình đài hoa. Sau đó thì các bạn bỏ ra như thế này. Rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ cái đầu. Đó. Tiếp là dùng tay để giãn nhẹ cái bụng của phần đài hoa ra như thế này. Đó. Rất dễ đúng không ạ? Sau đó thì các bạn đến vào phần cánh hoa. Đây thì hơi bị dài một chút thì các bạn cắt bớt đi cũng được. Đó. Đây. Như thế này. Thì các bạn dùng keo sữa để dán lên. Không biết là cái phần các bạn dùng keo sữa hoặc là keo nến cũng được nhá. Keo sữa thì các bạn phải chờ nó khô. Đây, các bạn. Đẩy nó lên như thế này. Sau giữ tay này thì giữ cái phần này, rồi tay này thì dùng để xoắn lại. Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện được cái bông hoa. Đó, như thế này. Sau khi các bạn gắn đài hoa thì hoa sẽ được hình dạng như thế này. Các bạn đợi nó keo nó khô. Cuối cùng thì các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần thừa của phần đài hoa này đi nhá.
Mình đã hoàn thành được cái bông hoa hồng xoắn giấy rất là đơn giản. Các bạn chịu khó một chút thì sẽ làm được những bó hoa rất là đẹp. Ở đây mình hướng dẫn các bạn dùng hoa để bó thành bó ấy, thì mình không làm lá. Còn bạn nào mà để cắm ấy, thì các bạn có thể làm thêm lá hoa hồng ở đây, hoặc là dùng lá bằng nhựa cũng được, vì đỡ mất thời gian mình làm ấy. Đây là bông hoa hồng mẫu xoắn giấy mà mình đã hướng dẫn các bạn làm xong. Chúc các bạn làm được nhiều làm hoa thành công nha. Các bạn làm được nhiều là các bạn có thể làm được những bó như thế này. Ở đây thì mình mới làm bó tạm thời như thế này thôi. Dùng để làm quà tặng hoặc là để cắm trang trí trong phòng rất là đẹp.